Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel Daily AZ. Ngày hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn video có chút điên rồ, có thể khiến bạn bất ngờ. Trong video này, tôi sẽ nói về một số nhân vật chính của những bộ phim nổi tiếng trên thế giới. Và tôi tin rằng bạn sẽ không ngờ rằng họ tồn tại trong cuộc sống thực. Danh sách những nhân vật này rất nhiều, nhưng hôm nay tôi chỉ liệt kê những nhân vật làm tôi thấy ngạc nhiên và thú vị nhất. Vì vậy, mời bạn đến với video. 5 nhân vật trong phim bạn không tin là họ có thật trong cuộc sống. Now let's go. Số 5, Severus Snape. Tôi không phải là một fan cứng của bộ phim Harry Potter, nhưng điều này làm tôi thực sự sốc. Tôi dám cá với bạn là bạn không thể biết rằng nhân vật phản diện nổi tiếng của bộ phim này là Severus Snape, được dựa trên một trong những giáo viên của J.K. Rowling. Rowling cho biết bà xây dựng nhân vật Snape theo hình ảnh của một giáo viên mà bà không hề thích khi còn đi học. Snape được miêu tả là một giáo viên khủng khiếp. Điều duy nhất mà ông ấy có thể làm tốt hơn cả đó là bắt nạt tất cả các học sinh. Và người ta tin rằng đó là hình ảnh của John Nettleship, vị thầy giáo dạy môn hóa học thời nhỏ của bà. Điều đáng ngạc nhiên là John đã không nhận ra mình là Snape cho đến khi có một báo cáo hỏi anh ta về nó. Số 4. Thủy thủ Popeye. Thủy thủ Popeye là một nhân vật hoạt hình hư cấu được tạo ra bởi E.C. Siga. Popeye xuất hiện trong truyện tranh lẫn phim hoạt hình. Popeye là một nhân vật được mọi người yêu thích, nhưng bạn nghĩ anh ấy là một nhân vật hư cấu? Bạn đã sai. Người sáng lập E.C. Siga từng cho biết Popeye thủy thủ đã được lấy cảm hứng từ một người. Tên của anh ấy là Brent Figo, còn được biết đến với cái tên Rocky. Ông được ví như một huyền thoại của địa phương. Ông được cho là có sức mạnh vô biên và thường xuyên tham gia chiến đấu. Cũng giống như nhân vật Popeye, anh ta cũng hút một tẩu thuốc và không có răng. Anh ta cũng nói, anh ta tử tế với trẻ con. Ông mất năm 1996 và trên bia mộ của ông cũng có khắc hình ảnh thủy thủ Popeye. Số 3, Shrek. Gã chàng tinh tốt bụng Shrek. Các bạn đã từng xem qua bộ phim này chưa? Tôi đã từng xem bộ phim này cả ngày lúc tôi còn nhỏ. Tôi đố các bạn biết rằng một trong những nhân vật trong bộ phim hư cấu này có thật không? Xin thưa với các bạn là có một Shrek thực sự tồn tại trong cuộc sống và tên của ông là Maurice Tillet. Ông là một tay đô vật người Pháp vào những năm 40. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã có một vẻ ngoại hình bình thường và Tillet được đặc biệt danh là Thiên Thần vì gương mặt thiên thần của anh. Khi Tillet 20 tuổi, ông cảm thấy sưng tấy ở bàn chân, bàn tay và đầu của mình. Và bác sĩ chẩn đoán là anh ta đã bị chàm, một tình trạng thường do khối u lành tính trên tuyến yên dẫn đến sự gia tăng và dày lên. Tillet qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1954 tại Chicago vì bệnh tim mạch. Số 2, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter là một nhân vật trong hư cấu của series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris. Anh ta có lẽ là một nhân vật đen tối và mang tính biểu tượng cho sự man rợ trong phim kinh dị. Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ một người tên là Barley Trevino. Anh ta với những hành động như giết người, cắt từng phần cơ thể nạn nhân của mình bỏ vào trong các hộp nhỏ. Trevino là một bác sĩ phẫu thuật cơ thể con người. Anh ấy cũng đã bị buộc tội giết bạn mình và có thể là người yêu của anh ta. Rồi thêm nữa là anh ta bị nghi ngờ là đã giết và cắt xác một số người đi nghỉ mát trước khi anh ta bị cảnh sát bắt. Sau 20 năm tù, ông được trả tự do vào năm 1981. Và cuối cùng là số 1. Bộ phim kinh dị siêu nhiên này được dựa trên cuốn tiểu thuyết Stephen King. Nhưng bạn có biết nhân vật này có thật không? Tôi biết điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Tên của ông ta là John Wayne và ông sinh năm 1949 và mất vào năm 1994. John là một kẻ giết người hàng loạt và cũng là kẻ hiếp dâm hàng chục người Mỹ. Ông đã tấn công tình dục và giết chết ít nhất 33 chàng trai trẻ từ năm 1972 đến năm 1978 tại Illinois. Ông đã chôn 26 nạn nhân của mình trong tầng hầm. John được biết đến như là Killer Clown, hay còn gọi là thằng hề sát nhân, vì những dịch vụ của anh ta tại các sự kiện gây quỹ từ thiện, diễu hành và các bữa tiệc dành cho các em thiếu nhi, nơi mà anh ta ăn mặc như Bogo the Clown, một nhân vật anh đã nghĩ ra. John đã bị kết án tử hình vào ngày 13 tháng 3 năm 1980. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.